Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách trị hôi nách bằng gừng đơn giản, chỉ một tuần bạn có thể nói lời vĩnh biệt với mùi hôi nách. Mùi hôi nách gây ra cho người bệnh rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, mùi hôi nách còn ảnh hưởng không nhỏ đến những người xung quanh. Bất cứ ai cũng có nguy cơ bị mắc bệnh hôi nách, dù bạn là nam hay nữ, già hay trẻ. Lượng mồ hôi vùng nách tiết ra nhiều gây tình trạng ố vàng ở nách áo. Kèm theo đó là mùi hôi cơ thể, gây mất thẩm mỹ và hình tượng của người bệnh, khiến người bệnh mặc cảm, tự ti về bản thân mình. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Theo Đông y, gừng được ví như một thần dược tự nhiên, giá rẻ nhưng có nhiều công dụng, đặc biệt là trong chữa bệnh hôi nách. Trong gừng có chứa một lượng lớn tinh dầu và chất cay. Những hoạt chất này có tác dụng ngăn cản sự phát triển của tuyến mồ hôi dưới nách, đồng thời còn tác dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi, giúp vùng nách trở nên khô thoáng hơn, mùi hôi nách được khắc phục, giúp vùng da dưới cánh tay trở nên trắng sáng và mịn màng. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì bạn hãy theo dõi hết video sau đây nhé! Đầu tiên là nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là gừng tươi. Mình chuẩn bị khoảng 100g. Nguyên liệu thứ hai là bột trà xanh. Ở cách làm này, chúng ta chỉ cần sử dụng hai nguyên liệu này thôi. Cách thực hiện thì rất đơn giản. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một chậu nước sạch. Chúng ta sẽ rửa sạch gừng đi. Với gừng thì bạn hãy cắt bỏ phần bị hư thối đi. Ở cách làm này, chúng ta không cần gọt vỏ của nó đi đâu nhé. Đây là phần gừng đã được làm sạch. Mình sẽ cắt nhỏ nguyên liệu này ra. Sau đó mình cho gừng vào một cái cối xay sinh tố. Cho thêm vào cối này một chút nước lọc, rồi đem đi xay nhuyễn. Đây là phần gừng đã được xay nhuyễn. Giờ mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước của gừng. Và đây chính là phần nước gừng mà chúng ta thu được. Giờ mình sẽ cho vào bát này một ít bột trà xanh. Sau đó đánh đều tay cho bột trà xanh tan hết vào trong nước gừng. Và đây chính là bát hỗn hợp mà chúng ta thu được. Và đây cũng chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị hôi nách này.
Cách các bạn sử dụng bát hỗn hợp này như sau. Trước khi đi ngủ, bạn hãy vệ sinh sạch sẽ vùng da dưới cánh tay và lấy khăn lau khô. Sau đó, bạn bôi hỗn hợp mà chúng ta vừa làm lên vùng da ở nách. Thực hiện massage nhẹ nhàng rồi đi ngủ. Để như vậy đến sáng hôm sau thì vệ sinh nách lại với nước sạch. Kiên trì thực hiện liên tục trong khoảng 10 ngày, tình trạng hôi nách sẽ được cải thiện. Tốt nhất, bạn nên làm sau khi tắm hàng ngày, làm liên tục trong 10 đến 15 ngày sẽ thấy hiệu quả tùy vào tình trạng của từng người. Lưu ý, trong quá trình massage, lượng gừng bôi ở nách khô, bạn tiếp tục bôi lớp khác. Do gừng có tính nóng nên bôi một lớp mỏng thôi nhé. Trong quá trình điều trị hôi nách bằng gừng, bạn cần phải lưu ý những điều sau đây. Điều trị hôi nách bằng gừng là phương pháp dân gian mang lại hiệu quả từ từ, yêu cầu bạn phải kiên trì thực hiện đều đặn và thường xuyên trong thời gian dài mới có thể đem lại hiệu quả. Không sử dụng gừng để điều trị hôi nách nếu vùng da dưới cánh tay đang có vết thương hở, chảy xước. Tăng cường bổ sung vào chế độ ăn uống các loại ngũ cốc, rau xanh và hoa quả tươi. Hạn chế sử dụng các loại thức ăn chiên xào chứa nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều đạm, gia vị có mùi nồng như tỏi, ớt, hành tây sẽ khiến tình trạng hôi nách trở nên nặng hơn. Sau khi áp dụng phương pháp này mà trên da có những dấu hiệu bất thường như chảy xước, mẩn đỏ thì bạn nên ngưng sử dụng. Tốt nhất nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiến hành thăm khám để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cách điều trị hôi nách bằng gừng mang lại hiệu quả tốt. Bạn có thể tham khảo và thực hiện tại nhà. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.